Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Thang Duy sinh năm 1979 và tốt nghiệp khoa đạo diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Ngoài khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô còn có thể nói được tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và cả tiếng Hàn sau khi kết hôn cùng đạo diễn Kim Tae Yong. Nữ thần không tuổi Lâm Y Thần từng gây bất ngờ khi có thể phát biểu trôi chảy bằng tiếng Hàn trong một lễ trao giải. Được biết, cô tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn của Đại học Chính trị Đài Loan. Bên cạnh đó, cô còn thành thạo tiếng Anh do từng học ở London. Ngô Dục Phạm là nam ca sĩ diễn viên người Canada gốc Trung. Anh còn có thể nói tiếng Quảng Đông và tiếng Hàn do từng ra mắt trong nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Lưu Dục Phi có quốc tịch Mỹ và nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Đây là lý do người đẹp được chọn vào vai Mộc Lan trong bộ phim cùng tên của Disney. Nữ diễn viên cũng có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Quảng Đông. Phương Gia Nhĩ sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông và sau này đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, ra mắt trong nhóm nhạc GOT7. Nam thần tượng nói được tiếng Trung, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và một chút tiếng Pháp. Lực Hoành không chỉ là một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc, anh còn được ngưỡng mộ nhờ học thức cao. Ngôi sao sinh năm 1976 có 2 bằng tiến sĩ, thành thạo tiếng Anh do sinh ra ở Mỹ. Khi là sinh viên thì anh từng có quãng thời gian 6 năm ở Pháp và nói thành thạo tiếng nước này. Ngoài ra thì Vương Lực Hoành còn nói được tiếng Nhật, tiếng Quảng Đông, một chút tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Lưu Hiến Hoa sinh ra tại Canada theo học trường cao đẳng âm nhạc Berklee ở Mỹ. Sau này thì anh ra mắt với nhóm nhạc Super Junior M tại Hàn Quốc. Henry được gọi là thần đồng nhạc cụ và nói được tất cả 6 tiếng, bao gồm cả tiếng Pháp và tiếng Đức. Nữ ca sĩ Mạc Văn Úy sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, cô mang trong mình 4 dòng máu, Trung Quốc, xứ Wen, Đức và Iran. Năm 1987, cô đi du học ở Ý và đến năm 1989 thì cô theo học ngành văn học Ý và ở Viện Đại học London. Đó là lý do vì sao mà Mạc Văn Úy có thể nói trôi chảy 5 thứ tiếng. Đệ nhất danh ca châu Á Đặng Lệ Quân gây choáng ngợp khi biết 7 thứ tiếng bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Mã Lai, tiếng Trung và tiếng Quảng Đông. Ngoài ra, cô còn có thể nói được phương ngữ Thượng Hải và phương ngữ Sơn Đông. Đứng đầu bảng ngôi sao nói được nhiều thứ tiếng phải kể tới nam diễn viên sinh năm 1975, Trương Chí Nghiêu. Anh chia sẻ bản thân có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh, tiếng Trung, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật, Hàn, Thái Lan. Ngoài ra, tiếng Phúc Kiến, Quảng Đông của anh cũng không phải dạng vừa. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!